Dạ vâng, Bảo Tín Audio xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái chuyên mục về lọc nguồn điện sạch nhé mọi người. Thì em mới về được tất cả những cái mẫu lọc điện mà từ trước đến nay Bảo Tín vẫn luôn chia sẻ và gửi đến mọi người trong các cái video lần trước. Thì lần này em có tổng hợp hết tất cả những cái mẫu lọc điện. Chúng ta có cả lọc điện của Mỹ này và có cả lọc điện nội địa chung. Thì chúng ta xem rằng là với nhu cầu của mình sẽ hợp với những cái mẫu lọc điện như thế nào, chúng ta có thể sử dụng cho cái nhu cầu nghe nhạc, sử dụng gia đình hoặc là nhu cầu cho bộ dàn karaoke của mình đều được nhé mọi người. Thì với chức năng của lọc điện sạch thì em có thể chia sẻ qua một chút cho chúng ta, những ai chưa biết. Thì đối với những người dùng nhu cầu lọc điện sạch thì chúng ta sẽ dùng để làm gì? Đầu tiên là những chiếc lọc nguồn điện sạch này, nó có chức năng là ổn định cho chúng ta cái dòng điện. Đấy, nó sẽ ổn định tương đối cho chúng ta cái dòng điện đầu vào. Cái thứ hai nữa là cái chức năng quan trọng nhất, đó chính là lọc đi các cái tần số điện nhiễu để đảm bảo cho cái thiết bị âm thanh của chúng ta hoạt động một cách mượt mà hơn, trơn tru hơn. Và điều này đồng thời nó sẽ rất quan trọng làm cho cái tuổi thọ của thiết bị của chúng ta được lâu dài hơn. Nói chung là nó kích hoạt được tối đa cái khả năng sử dụng của một cái thiết bị audio nào đó. Tại sao lọc nguồn điện sạch lại quan trọng? Bởi vì là chúng ta biết rằng là với những cái thiết bị audio của chúng ta, thường thì những người chơi âm thanh cực kỳ là tâm huyết. Đấy, chúng ta sẽ nghiên cứu có thể là cả tháng, vài tháng để tìm ra một cái thiết bị âm thanh. Nên là cái việc mà sử dụng cái nguồn điện sạch cho một cái bộ dàn, cho một cái thiết bị là rất rất cần thiết đối với những người chơi âm thanh, đặc biệt là với nhu cầu nghe nhạc nhé. Karaoke thì có thể là đại trà hơn một chút, thì chúng ta có thể dùng quản lý nguồn. Tuy nhiên là với nghe nhạc thì thường thì mọi người sẽ quan tâm đến cái lọc nguồn điện sạch để đảm bảo cho cái chất lượng âm thanh rồi này, cái tuổi thọ thiết bị này, cái độ bền của thiết bị này, các thiết bị hoạt động một cách mượt mà và chuẩn chỉnh nhất trong bộ dàn. Nôm na cái chức năng của lọc điện là như vậy. Khi mà các cái tần số nhiễu qua các cái bộ lọc, có thể là các cái cuộn hoặc là các cái tụ lọc hoặc là các cái máy lọc điện, thì nó sẽ giúp cho các cái tần số nhiễu bị triệt tiêu đi. Đấy, chỉ còn đảm bảo lại các cái tần số điện sạch để cho cái thiết bị của chúng ta sử dụng tốt hơn mà thôi. Đấy là với lọc nguồn. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ một chút về các cái mẫu lọc điện của em. Thì em sẽ sơ lược qua một vài cái lọc điện. Đầu tiên là những cái lọc điện đến từ Mỹ của Cao Kinh. Đấy, em chỉ có các cái dòng của Cao Kinh, như là chúng ta có ở đây là CK306 này. Đấy, với 6 ổ tiêu chuẩn Nhật Bản, tiêu chuẩn thường CK306. Đấy, design by Yoda, tức là sản xuất theo công nghệ của Mỹ nhé. Tiếp theo thì chúng ta có là BS30A, cũng của Cao Kinh, và thương hiệu này cũng đến từ Mỹ, come from USA. Đấy, đến từ Mỹ. Tiếp theo nữa là chúng ta có BS308 với 8 ổ tiêu chuẩn Mỹ. Đấy, 8 ổ tiêu chuẩn Mỹ, cũng đến từ Mỹ. Đây là những thương hiệu đến từ Mỹ. Và khi mà mọi người nhận về một cái sản phẩm thì đều được bọc qua cái túi ni lông này, bọc qua một cái lớp giấy ni lông như thế này. Thường thì khi khách hàng của em sử dụng các cái mẫu lọc điện Mỹ này thì em sẽ có test qua, tức là kiểm tra trước khi gửi hàng, và để đảm bảo cái tính minh bạch khi chúng ta sử dụng sản phẩm của bên em. Thì mọi người biết là những cái lọc điện Mỹ này nó sẽ phù hợp với từng nhu cầu, từng bộ dàn. Nếu chúng ta dùng dàn châu Âu thì chúng ta có thể là cân đối sử dụng những cái này. Nếu như chúng ta chưa có các cái ổ điện đầu cắm chuẩn Mỹ như thế này thì chúng ta có thể là mua các cái bộ chuyển đổi bên ngoài và chúng ta kết nối vào là được. Đấy. Với BS30A thì nó là điện ổ cắm tiêu chuẩn Mỹ và có 6 ổ nhé mọi người. 6 ổ. Với BS308 thì có 8 ổ. Đấy. Có 8 ổ. Còn với CK306 thì có 6 ổ tiêu chuẩn thường. Thì chúng ta sẽ cân đối từng nhu cầu. Và mọi cái thiết bị lọc của ba cái lọc Cao Kinh này thì đều lọc bằng cái bộ lọc sáp, tức là của Thụy Sĩ nha mọi người. Đấy, nhập khẩu Thụy Sĩ. Thì video này thì em không có mở hộp ra, nhưng mà chắc chắn là với các cái sản phẩm quá là quen thuộc từ Cao Kinh này thì mọi người có thể dễ dàng tìm được cái video bóc tách liên mạch ở trên YouTube nhé. Đấy, bóc tách liên mạch ở trên YouTube thì chúng ta có thể thấy. Và em có chia sẻ một chút về cái ngoại hình của nó nhé. Đấy, với cái ngoại hình thiết kế của từng mẫu một thì mọi người thấy rằng là nó đều làm bằng nhôm. Đấy, có thể là nhôm đúc, nhôm phai, rất là chất lượng. Đấy, mọi người thấy ạ. Với lọc Mỹ này thì nó không hiển thị đồng hồ. Chính vì vậy nên là để đảm bảo cái tính minh bạch. Đấy, cái tính minh bạch khi mọi người sử dụng sản phẩm tại Bảo Tín, nó là sản phẩm mới 100%. Thì em sẽ không có bóc cái này ra nhé. Khi mọi người nhận hàng sẽ mới nguyên 100%, có bên trong túi ni lông bọc như thế này. Và em sẽ kiểm tra bằng cách là em chỉ có rạch
một chút ở cái phần đuôi của cái nguồn này để cắm và test thử cho mọi người thôi. Sau đó rạch một góc ở đây để dán tem nữa. Còn ổ điện thì em sẽ không có động chạm gì đến, tức là sản phẩm vẫn phải mới nguyên 100%, không có dấu hiệu cắm điện vào ổ nhé. Đấy là cái mà em muốn đảm bảo cái tính minh bạch. Về những cái lọc điện mà nó không có đồng hồ thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là hàng mới bằng cách như vậy. Vậy thì em sẽ báo giá luôn cho mọi người cái mẫu lọc điện của Mỹ này. Với lọc điện Cao Kinh CK306 này thì tại Bảo Tín đang bán với giá là 1.850.000 đồng. Đấy, 1.850.000 đồng. Các cái filter này là các chế độ lọc, tức là tất cả các ổ đều có lọc nhé mọi người. Đấy, với BF30A này thì tại Bảo Tín đang bán là 2.1 triệu nhé mọi người, 2.100.000 đồng với BS30A. Đấy, ngoại hình cấu tạo thì cũng khá là tương đồng so với BS306. Ổ của nó là tiêu chuẩn Mỹ. Đấy, trông sẽ có vẻ là xịn sò hơn một tí, nhưng mà giá thành thì nó cũng chênh lệch không nhiều. Tiếp theo thì em có là BS308. Đấy, BS308. 308 này thì có phiên bản có cả màn hình nữa, kể cả BS30A này cũng có phiên bản có màn hình, nhưng mà tại Bảo Tín thì sẽ không có phiên bản có màn hình với những cái lọc như thế này. Thì cái này thì em đang bán là 2.250.000 đồng. Tất cả những sản phẩm này thì đều được miễn phí vận chuyển nhé mọi người. Đấy, thì ai có thích nhờ nhu cầu sử dụng những cái lọc điện của Mỹ thì có thể liên hệ cho em qua số điện thoại ở trên màn hình là 0826 110011. Còn khi mà chúng ta muốn những cái lọc điện mà nó có đồng hồ thì chúng ta có thể sử dụng những cái lọc nào, thì ở đây em có 3 mẫu lọc có đồng hồ. Đầu tiên là em có mẫu là Queduca AC8.8. Bản này thì quá là nổi tiếng rồi nhé mọi người. Bản AC này ta quá là nổi tiếng ở trên thị trường rồi. Đấy, chúng ta có thể thấy rất nhiều ở các cái kênh bán audio. Đấy, chúng ta thấy là nó là dòng công tắc phía sau nhé mọi người. Chúng ta có 2 công tắc phía sau. Đấy, công suất chịu tải là 3.000W. Đấy, công suất chịu tải là 3.000W. Và dòng điện chịu tải là 15A. Đấy, 15A. Và nó có một cái đèn báo để chịu tải ở đây. Khi mà quá tải thì nó sẽ ngắt. Có input đầu vào điện thì chúng ta có thể là input là 220, điện vào 220 nhé. Và tần số dòng điện là 50-60Hz, tức là tần số dòng điện ở Việt Nam chúng ta thì nó cũng sẽ dao động trong tầm này thôi, nên là mọi người cứ dùng thoải mái. Và với lọc này thì em có hai màu là màu đen và màu bạc. Thiết kế là nhôm phay xước. Đấy, nhôm phay xước Modica AC808. Và bản này là bản 4 thông số. Mọi người có thể nhìn rõ ở trên màn hình luôn các cái thông số của nó. Đầu tiên chúng ta có là cái công suất, lấy công suất. Cái thứ hai là cái số điện đã dùng là bao nhiêu, số điện đã sử dụng là bao nhiêu. Chẳng hạn như chúng ta dùng hết bao nhiêu số điện nó sẽ báo ở đây. Còn cái công suất của tất cả các thiết bị ở trong ổ điện khi mà cắm thì dùng hết bao nhiêu công suất nó cũng báo ở đây. Chúng ta có điện áp đầu vào báo luôn ở trên màn hình, là điện áp ở đây của em đang là 221.4 này. Đấy, để kiểm tra xem là các cái thiết bị này có báo đúng hay không thì chúng ta có thể xem. Đây là 221 này. Cái lọc này cũng báo là 221 này. Cái lọc này cũng báo là 221 này. Đấy, đúng không? Thì nó sẽ điện áp Việt Nam thì nó sẽ thay đổi liên tục, nên là nó cũng chỉ dao động khoảng 221, 222 thôi, chứ không thể lệch được nhiều được mọi người. Đấy, lúc thì 221 hoặc là lúc thì 222, chứ không thể cái này 221 mà cái này báo 223 là vớ vẩn đúng không mọi người? Cái bên kia báo 2021 mà cái này báo 2023 là vừa vẩn, nên là nó báo rất là chuẩn. Đấy, lọc điện thì sẽ báo cho chúng ta rất là chuẩn với cái công suất đầu vào như vậy. Đấy, thì với cái lọc điện như thế này, còn đây là cái cường độ dòng điện này. Cái cường độ dòng điện nó cũng sẽ báo ở đây luôn nhé mọi người. Đấy, cũng sẽ báo ở đây luôn. Thì chúng ta có 4 cái thông số để kiểm tra. Thứ nhất là công suất, cái thứ hai là số điện đã dùng, cái thứ ba là điện áp, hiệu điện thế đồ vào, và thứ tư là cái cường độ dòng điện. À, với cái lọc điện đến từ thương hiệu là Weduca AC8.8 này thì chúng ta có 10 ổ cắm. 4 ổ cắm tiêu chuẩn thường, tức là tiêu chuẩn Nhật Bản. Và 6 ổ cắm tiêu chuẩn thường và 4 ổ cắm tiêu chuẩn Mỹ. Thì mọi người có thể cân đối. Công tắc của nó là công tắc ở phía sau. Đấy. Còn nếu mọi người thích công tắc phía trước, em xin lỗi là em báo giá luôn với mọi người là sản phẩm này thì tại Bảo Tín Audio đang bán với giá là 1.400.000 đồng, có bao gồm phí vận chuyển nhé mọi người. 1.400.000 đồng có bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo thì nếu mọi người không tiện về cái vấn đề công tắc phía trước thì chúng ta có một cái máy lọc tốt hơn một chút đến từ thương hiệu Baliven. Thì Weduca thì có thể nổi tiếng hơn tại Việt Nam, nhưng Baliven thì chất lượng hơn một tí.
chúng ta thấy cái nước phay thì nó cũng đẹp hơn một chút này, ổ lọc thì nó cũng sẽ tương đồng nhau thôi. Đấy, model này là P20, Balivan P20. Chúng ta cũng có 10 ổ cắm nhé, 8 ổ tiêu chuẩn thường và 2 ổ tiêu chuẩn Mỹ. Đấy, công tắc thì sẽ là công tắc phía trước. Chúng ta có công tắc sẽ là công tắc phía trước. Đấy, sẽ có một kênh là chịu trách nhiệm về cái đồng hồ ở đây, còn một kênh thì sẽ chịu trách nhiệm ở một phần lọc của mỗi kênh, hai kênh lọc khác nhau. Đấy, thì với cái Balivan này em đang có giá là 1.500.000 đồng, cũng sẽ miễn phí vận chuyển cho mọi người. Dòng này thì công suất chịu tải cũng là 33.000W nha mọi người, và cường độ dòng điện là 15A, điện vào cũng là 220 đến 240. Đấy, con này thì cao hơn con kia một chút là 240. Chúng ta cắm 220 thoải mái nhé. Đấy, không vấn đề gì hết. Cũng có một cái áo cường độ dòng điện quá tải ở đây. Và nếu như mọi người cảm thấy là hai cái thiết bị này nó không tương xứng, nó quá là rẻ với cái chất lượng bộ dàn của mọi người muốn tìm một cái lọc tốt hơn, thì chúng ta có ngay luôn ở đây là Balivan G20. Bản này có thể nói là gần cao cấp nhất của Balivan rồi. Đấy, chúng ta có hai kênh lọc riêng biệt, và lọc của nó thì dùng máy lọc Berlin Star, tức là một cái máy lọc của Đức nhé. Nó là hàng nội địa chung nhưng mà dùng máy lọc của Đức, đấy, xịn sò hơn, thậm chí có thể là tốt hơn cả cái lọc sáp của Cao Kinh này nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy này, đồng hồ rất là đẹp, thiết kế mặt tráng gương có đồng hồ, và tiếc là nó lại có công tắc ở phía sau, tại vì là cái công tắc phía trước thì nó để dành cho cái đồng hồ khá là lớn rồi, nó che hết cả cái màn hình này rồi, nên là công tắc của nó sẽ đặt ở phía sau. Đấy, mọi người nhìn cái thiết kế nút công tắc của nó cũng khá là đẹp. Đấy, cũng có một cái báo quá tải dòng điện, có một cái input đầu vào. Con này thì xịn sò hơn, điện vào của nó thì có thể là điện 110 hoặc là 250, từ 110 đến 250V, tức là điện đầu vào thì chúng ta có thể cắm bất kỳ. Đấy, điện từ 110 đến 220, còn điện ra của nó là 220 mọi người. Nếu chúng ta cắm điện 110 thì nó sẽ ra 110, chúng ta cắm điện 220 thì nó ra 220, chứ không phải là chúng ta cắm điện 110 và nó ra 220 đâu mọi người nhé. Thì nó không có chức năng như biến áp cách ly, nó chỉ có chức năng là lọc điện thôi. Dòng này thì cũng có 2 ổ tiêu chuẩn Mỹ và 8 ổ tiêu chuẩn thường. Dòng này thì ổ cắm xịn sò hơn các dòng kia một chút, bởi vì là nó dùng đồng phốt pho dày hơn, sẽ có cái tốc độ lọc nhiễu tốt hơn, hỗ trợ lọc nhiễu tốt hơn. Dòng này thì nếu mọi người muốn xem kỹ hơn về cái chức năng của nó thì có thể là xem ở cái video em đặt ở cái sau cái video này. Em có làm một cái video cụ thể về mẫu này thì mọi người nhìn thấy này. Chúng ta có một cái so sánh giữa hai cái thiết bị. Chúng ta thấy rằng cái nước sơn sần cát của lọc G20 rất là đẹp, đúng không? Đẹp hơn rất nhiều so với cái nước phay xước này. Và cái việc sần cát này thì chúng ta lau chùi cũng rất là dễ, không bám vân tay, lau chùi thoải mái. Đấy. Và mọi người nhìn rõ luôn là cái chất lượng ổ cắm của hai cái này khác nhau rất là nhiều, đúng không ạ? Đây, mọi người nhìn thấy là đồng phốt pho thì nó đỏ hơn cái ổ cắm bên này. Đấy, đây là đồng thường, còn đây là đồng phốt pho. Thì đấy là chính là cái sự khác nhau rất là rõ rệt mà chúng ta có thể nhìn thấy. Và màn hình ở đây nữa. Em xin lỗi một chút rồi em sẽ có điện thoại nhé, em sẽ tắt. Đào vào cái tiếng đi. Dạ vâng, chúng ta sẽ quay trở lại với video này. Thì mọi người thấy rằng là trên màn hình sẽ báo những gì, em cũng sẽ chia sẻ với mọi người nha. Cho những ai tiện thì chưa xem video lần trước thì chúng ta sẽ có là đèn báo ở đây là báo công suất. Đấy, công suất tức là báo là cái tất cả các thiết bị ở trong cái máy này đã sử dụng là bao nhiêu công suất. Chúng ta có điện áp đầu vào, đầu ra, báo là 223. Đấy, đấy, bây giờ là 223 nhé. Đây, tất cả đều 223, chứ không phải là mỗi máy báo một kiểu đâu nhé mọi người. Tại vì điện Việt Nam chúng ta thì mọi người biết rồi, thường sẽ biến thiên và biến thiên rất là liên tục. Em xin lỗi một chút ạ. Dạ vâng, chúng ta sẽ quay trở lại với video. Thì mọi người biết rằng là cái điện áp của Việt Nam thì luôn luôn biến đổi và khá là không ổn định. Chính vì vậy nên là cái nhu cầu sử dụng lọc nguồn rất là quan trọng. Đấy, nhờ nó có những nơi Việt Nam mình có thể điện có thể lên đến khoảng là 230 hoặc là hơn 230. Đấy, có những nơi có những khách hàng báo em là điện ở chỗ mọi người có thể lên đến 240, có những lúc có thể lên đến 240, khá là kinh khủng. Chúng ta có một cái cường độ dòng điện báo ở đây, và cuối cùng là cái
tỷ suất giữa cái thiết bị và công suất, một cái tỷ lệ giữa công suất của thiết bị đang dùng ở trên cái ổ lọc này với cái công suất tổng của cả thiết bị. Chẳng hạn chúng ta công suất chịu tải của nó là 3000W mà chúng ta mới cắm khoảng khoảng 1/3 chẳng hạn, chúng ta mới cắm khoảng 1000W chẳng hạn, thì trên cái này nó sẽ báo là 33.3333%. Đấy. Thì mọi người thì lưu ý những vấn đề đấy. Và cái lọc này thì em đang bán là 2.950.000 đồng với lọc G20 này. Thì mọi người có thể là tham khảo cái những cái mẫu lọc này để chúng ta sử dụng cho cái nhu cầu, sử dụng nhu cầu cho bộ dàn audio của mình nhé. Thì vừa rồi là toàn bộ những cái lọc nguồn mà em muốn chia sẻ cho mọi người. Nếu mọi người cảm thấy rằng là cái bộ lọc nào phù hợp với cái bộ dàn, cái nhu cầu của mình thì có thể liên hệ cho em qua số điện thoại là 0826110011, em có để trên góc màn hình đấy. Hoặc là nếu cần tư vấn thêm về những cái thiết bị, về nguồn điện sử dụng cho bộ dàn thì có thể là gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại này, hoặc là kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0826110011 luôn ạ. Hoặc là truy cập vào website để xem về kỹ hơn về bên mạch bên trong của những cái lọc này. Website là bảotinaudio.vn. Hoặc là mọi người có thể đặt hàng trên các cái sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, đấy, Sendo hay là Tiki của Bảo Tín nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video này của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.